Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại Nguyên Lắp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha. Đến nhà vườn của chị Quỳnh Như có một số phôi giấy giá rẻ phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Rồi, em chào chị Như. Dạ, em chào anh Thái ạ. À. Em chào cô chú anh chị đang xem kênh ạ. À. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ở clip trước ạ. À. Dạ, nay em có một số phôi giấy Mỹ ạ, à, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. À. Dạ, đầu tiên em lên mã số 1 ạ. À. Dạ, hoành 29 ạ. À. Cao 66 ạ, à. Sổ đế là 45 ạ. À. Em giao lưu là 350k ạ. À. Cây sập đẹp quá anh chị em. Dạ, lên mã số 2 ạ. À. Dạ, hoành 23 ạ. À. Cao 60 ạ. À. Sổ đế là 50 ạ, à. Em giao lưu là 300k ạ. À. Dạ, mã số 3. Dạ, hoành 28 ạ. À. Cao 97 ạ. À. Sổ đế là 51 ạ. À. Em giao lưu là 280k ạ. À. Dạ, mã số 4 ạ. À. Dạ, hoành 28 ạ. À. Cao 58. Sổ đế là 33 ạ. À. Em giao lưu là 250 ạ. 250k. Nhà mã số 5 ạ. Một rễ sổ đế cao. Dạ, hoành 22 ạ, cao 72 ạ. Sổ đế là 63. Em giao lưu là 250k. Nhà mã số 6 ạ. Dạ, hoành 24 ạ, cao 72 ạ. Sổ đế là 49. Em giao lưu là 350k ạ. Nhà mã số 7 ạ. Dạ, hoành 29 ạ, cao 90 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Em giao lưu là 380k ạ. Cây này cốt cao quá anh chị em. Nhà mã số 8 ạ. À. Phôi một rễ ạ. À. Nhà hoành 21 ạ, à, cao 63, à, sổ đế là 47 ạ. À. Em giao lưu là 250k ạ. À. Mã số 9 ạ. À. Nhà hoành 24 ạ, à, cao 90 ạ, à, sổ đế là 50 ạ, à, em giao lưu là 400k ạ. À. Dạ, tất cả em đều bao sống bao ship toàn quốc luôn quý cô chú anh chị. Nhà mã số 10 ạ. À. Nhà hoành 26 ạ, à, cao 78 ạ, à, sổ đế là 52 ạ. À. Em giao luôn là 450k. Đế ôm rất là sát với cô chú anh chị. Nhà mã 11 ạ. Nhà hoành 33 ạ. Cao 78 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Em giao luôn là 600k ạ. Nhà mã 12 ạ. À. Nhà hoành 25 ạ, à, cao 82 ạ, à, sổ đế là 56 ạ. À. Em giao luôn là 500k ạ. À. Mã 13. Nhà hoành 21 ạ, à, cao 73 ạ, à, sổ đế là 48 ạ. À. Em giao luôn là 350k ạ. À.
một rễ quý anh chị em. Cây thì nó có bị chạy xíu, ngã nó trầy ra một tí à. Em má 14 ạ. Nhà hoành 28 ạ, cao 83 ạ, sổ đế là 46 ạ. Em giao lưu là 450k ạ. Nhà má 15 ạ. Nhà hoành 23 ạ, cao 70 ạ, sổ đế là 57 ạ. Em giao lưu là 350k ạ. Má 16. Nhà hoành 22 ạ, cao 72 ạ, sổ đế là 50 ạ. Nhà em giao lưu là 380k ạ. Nhà má 17 ạ. Hoành 26 ạ, cao 97 ạ, sổ đế là 55 ạ. Em giao lưu là 650k ạ. Má 18 ạ. Nhà hoành 25 ạ, cao 90 ạ, sổ đế là 53 ạ. Em giao lưu là 650k. Nhà má 19 ạ. Hoành 26 ạ, cao 80 ạ, sổ đế là 58 ạ. Em giao lưu là 380k ạ. Má 20 ạ. Nhà hoành 22 ạ, cao 86 ạ, sổ đế là 60 ạ. Em giao lưu là 400k ạ. Phôi tai cành rất đẹp quý anh chị em. Nhà má 21 ạ. Nhà hoành 23 ạ, cao 68 ạ, sổ đế là 60 ạ. Em giao lưu là 400k ạ. Chiếc má 22 ạ. Phôi ngoài nhìn rất là lực quý anh chị em. Nhà hoành 28 ạ, cao 89 ạ, sổ đế là 52 ạ. Em giao lưu là 550k ạ. Nhà má 23 ạ. Hoành 24 ạ, cao 82 ạ, sổ đế là 50 ạ. Em giao lưu là 400k ạ. Má 24 ạ. Hoành 21 ạ, cao 88 ạ, sổ đế là 52 ạ. Em giao lưu là 360k ạ. Một rễ quý anh chị em. Má 25. Nhà hoành 25 ạ, cao 90 ạ, sổ đế là 57 ạ. Em giao lưu là 650k ạ. Đế rơm rất là sát ha. Má 26.
Nhà Hoành 27 à, cao 80 à, số đế là 48 à. Em giao lưu là 480k. Em mã 27 à. Nhà Hoành 23 à, cao 93, số đế là 45 à. Em giao lưu là 250k à. Một rễ quý con chú anh chị em. Nhà má 28 à. Nhà Hoành 24 à. Cao 60 à, số đế là 46 à. Em giao lưu là 350k à. Nhà mã 29 à. Nhà Hoành 20 à, cao 53, số đế là 45 à. Em giao lưu là 150k à. Nhà mã 30 à. Nhà Hoành 25 à, cao 69 à, số đế là 55 à. Em giao lưu là 450k à. Nhà mã 31 à. Nhà Hoành 28 à, cao 96 à, số đế là 53, 58 à. Em giao lưu là 550k à. Mã 32 à. Nhà Hoành 22 à, cao 74 à, số đế là 57 à, em giao lưu là 200k à. Nhà má 33 à. Nhà Hoành 26 à, cao 80 à, số đế là 50 à, em giao lưu là 450k à. Mã 44 34 mã số 34 mã 34 Nhà Hoành 23 cao 60 số đế là 45 em giao lưu là 280k. Nhà mã 35 Nhà Hoành 32 cao 74 số đế là 55 em giao lưu là 550k. Nhà tất cả em đều bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Nhà mã 36 à. Nhà Hoành 22 à. Cao 68 à. Số đế là 58. Em giao lưu là 450k. Mã 37 à. Nhà Hoành 27 à, cao 95 mã số đế là 50 à. Em giao lưu là 450k à. Mã 38 à. Nhà Hoành 19 à, cao 60 à, số đế là 42 à. Em giao lưu là 150k à. Phôi một rễ quý anh chị. Nhà mã 39. Nhà Hoành 16 à, cao 56 à, số đế là 42. Em giao lưu là 130k à.
Em mã 40 ạ. Hoành 21 ạ, cao 96, số đế là 40 ạ. Em giao lưu là 220k ạ. Nhà mã 41 ạ. Nhà hoành 21 ạ, cao 58, số đế là 37 ạ. Em giao lưu là 170k ạ. Nhà mã 42 ạ. Nhà hoành 20 ạ, cao 50 ạ, số đế là 45 ạ. Em giao lưu là 120k ạ. Nhà mã 43, nhà hoành 31 ạ, cao 80 ạ, số đế là 48 ạ, em giao lưu là 650k ạ. Nhà mã 44 ạ. Nhà hoành 21 ạ, cao 68 ạ, số đế là 49 ạ, em giao lưu là 280k ạ. Mã 45 ạ. Nhà hoành 17 ạ, cao 50 ạ, số đế là 45 ạ, em giao lưu là 120k ạ. Mã 46 ạ. Khoảng 1 rãi quý cô chú anh chị em. Nhà hoành 18 ạ, cao 56 ạ, số đế là 46 ạ, em giao lưu là 220k. Mã 47 ạ. Nhà hoành 22 ạ, cao 68 ạ, số đế là 49 ạ, em giao lưu là 280k ạ. Mã 49 ạ. Em xuống ơi. Dạ mã 49 ạ. Nhà hoành 15 ạ, cao 60 ạ, số đế là 48 ạ, em giao lưu là 120k ạ. Em lên mã 50 ạ. Nhà hoành 17 ạ, cao 50 ạ, số đế là 42 ạ, em giao lưu là 150k ạ. Nhà mã 51 ạ. Nhà hoành 19 ạ, cao 55 ạ, số đế là 46 ạ, em giao lưu là 150k ạ. Nhà mã 52 ạ. Nhà hoành 22 ạ, cao 56 ạ, số đế là 35 ạ, em giao lưu là 150k ạ. Nhà mã 53. Nhà hoành 15 ạ, cao 53 ạ, số đế là 40 ạ, em giao lưu là 120k ạ. Mã 54 ạ. Nhà hoành 20 ạ, cao 63 ạ, số đế là 37 ạ, em giao lưu là 150k ạ. Mã 55. Nhà hoành 15 ạ, cao 57,
Sổ đế là 44 ạ. Em giao lưu là 120k. Nó 56 ạ. Hoành 18 ạ, cao 60 ạ, sổ đế là 45 ạ. Em giao lưu là 120k. Mã 57 ạ. Hoành 19 ạ, cao 59 ạ, sổ đế là 49. Em giao lưu là 150k. Mã 58 ạ. Dạ hoành 25 ạ, cao 86 ạ, sổ đế là 35 ạ. Em giao lưu là 230k ạ. Mã 59 ạ. Hoành 23 ạ, cao 98, sổ đế là 48 ạ. Em giao lưu là 220k ạ. Mã 60 ạ. Phôi tai cầm rất đẹp quý anh chị em. Hoành 26 ạ, cao 82 ạ, sổ đế là 51 ạ. Em giao lưu là 450k ạ. Dạ mã 60 cũng là mã cuối của clip ạ. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã xem ạ. Dạ mong cô chú anh chị ủng hộ em ở clip này và những clip tiếp theo ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Quỳnh Như nha.